Vâng, xin chào các bác đây kênh xe đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe đặc biệt bên em, dòng xe địa hình. Và đây là một cái mẫu xe dòng cao cấp nhất của thương hiệu Gian, dòng Mountain Bike, model XTC. Và model cao cấp nhất của dòng XTC là model XTC 880. Thì trước đây em đã về dòng XTC 800, 820 và 860. Thì đây là model cuối cùng của dòng Gian XTC, dòng chùm model XTC 880 và là 27,5 với cái bộ vành 27,5 rất là hiếm thấy trong dòng xe đạp Mountain Bike. Và xe rất là cao cấp đó nhá. Bộ full bộ cấu hình group DOD đủ yếu trục giống. Và bây giờ xin vào lái nhá, tổng thể chiếc xe. Và như các bác đã thấy trước đây em đã review cái dòng thương hiệu Gian, mẫu địa hình rất là nhiều. Thì đây là một cái model mới về bên em. Và đây là mỗi một địa hình rất là cao cấp. Dòng xe cuối cùng của dòng địa hình Mountain Bike model XTC, model XTC 880 27,5. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm. Và xe được sử dụng với bộ khung AUXXL Techogoli. Đây là bộ khung hợp kim siêu nhẹ dành cho những dòng xe cao cấp của thương hiệu Gian. Xe với tông màu trắng. Tông màu trắng tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. XTC 880 27,5. Các bác có lên trên mạng để tham khảo thêm. Với cái lớp sơn rất là đẹp các bác nhá. Đây là cái model cao cấp nhất của dòng địa hình Mountain Bike, dòng model XTC. Thì như các bác biết thì cái dòng xe địa hình Gian rất nhiều cái model khác nhau. Thì cái dòng XTC là đã là cao cấp rồi. Thì cái model cao cấp nhất của dòng XTC đó là mòng 80 đây. Đây là một siêu phẩm bên em mới về của thương hiệu Gian. Xe thông số là size S các bác nhá. Bộ xử lý khung Nomadic dòng xương nhẹ. Thường thường thì xe dòng Gian thì thường thường em giới thiệu qua thì có những bộ khung của Aluix. Đây là mẫu Aluix FL cao cấp model XTC 850. Cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Tay lắm cao su đúc chính hãng của Gian, tay lắm cao su gai. Cảm giác cầm rất là massage và dễ chịu cho lòng bàn tay của các bác đi xa. Đây những cái gai li ti nhỏ trên cái tay lắm của cao xe đây. Chỗ này nó là nhôm đôm đúc cũng nhá. Nhìn cho xe rất là khỏe khoắn và chắc. Xe sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng đằng trước là cụm phanh của Shimano. Và trang bị với củ đề sau cũng là củ đề của Shimano, tay bấm Shimano DOD. Thì như các biết thì cái dòng xe địa hình và tô đinh của DOD rất là cao cấp rồi, thì gần như là trùng cuối của dòng địa hình. Đây, nguyên bộ group, full group của Shimano DOD. Bên tay phải em cũng trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Phanh đằng sau cũng sử dụng cặp phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano DOD. Model cao cấp nhất dòng địa hình Mountain Bike của dòng xe Gian XTC 880 27,5. Các bác có thể trên mạng để tham khảo thêm về cái mẫu model này. Đây là một cái dòng xe hiếm về bên em, mẫu đầu tiên dòng Mountain Bike cao cấp nhất thời điểm hiện tại. Lần trước sử dụng với cụm giảm tốc dầu chính hãng của Đốc Sốc, thương hiệu Mỹ, rất là tốt cho dòng những dòng xe địa hình Mountain Bike rất là cao cấp. Sử dụng mới vành chính hãng của vành Gian luôn, vành của vành 27,5. Thường thì những dòng xe khung cao cấp là dòng xe khung 27,5 trên khung xe đây. Thì đi thường thường là đi với cặp vành vành 27. Đấy, nếu mà nó là nguyên bản thì nó là vành 27,5 đây, nguyên bản theo xe, chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. May bạc đạn, may bạc đạn đó nhá, bạc đạn chính hãng của Gian, thương hiệu của Gian nguyên bản theo xe. Và đặc biệt trên cái xe này được người chủ cũ nâng cấp thêm với cụm phanh dầu đĩa của Japan rất là to. Đây, siêu to khổng lồ, kích cỡ nó khoảng tầm bản 23, đường kính 23 mm.
Yếm chưa bao giờ em về một chiếc phanh đĩa to như vậy đâu nhá. Hình lá, hình chiếc phi tiêu rất là to. Đây là đằng trước em quay cho bác cái thông số cái đĩa của nó đây. Đấy, rất là khỏe và to. Đầu tiên em về cái chiếc đĩa to như vậy. Đây là người chủ cũ nâng cấp thêm. Đấy, to ngang với cái bánh xe, bánh của dòng xe Ablet bên em. Kích thước cũng 23. Đây là phanh đĩa dầu của dòng xe Ablet đây, bằng với cái xe bên em. Được người chủ cũ nâng cấp thêm. Của Shimano Japan, Japan cũng có đấy nhá. Đầu tiên em về chiếc xe được trang bị với cụm phanh dầu đĩa đằng trước rất là to, rất là khủng. Đây là mẫu xe cao cấp nên là người chủ cũng rất là yêu quý, được nâng cấp toàn bộ những xe dòng thương hiệu rất là tốt. Mẫu model gian cao cấp XKC 880 27,5 cọc yên mà yên chính hãng của gian SR, yên cao cấp đây. Của gian vui bảng theo xe, đùi dũng rỗng chính hãng của Shimano Deore, Belan Brawil, Belan bạc đạn rất là tiếp. Củ đề Shimano Deore, gạt đĩa cũng của Shimano Deore các nhá, nguyên một group chính hãng của Deore luôn. Xe được trang bị với 10 tầng lip, lip trắng rất là mới của Shimano, 3 tầng đĩa cho một chuyển động của xe full 30 tốc độ. Đằng sau nó sử dụng với cặp may ơ chính hãng của gian, may ơ bạc đạn, vành là vành gian 27,5 vành đằng sau, lốp Maxim, lốp cặp, lốp đôi lốp của Maxim. Đây là một dòng mountain bike đầu tiên về bên em, dòng XTC cao cấp 880. Những bác hỏi em về những dòng xe địa hình cao cấp thì lai em về một chiếc đây. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Chiều cao đứng của khung xe là size 43, tức là size S. Thích hợp các bác là 1m6 đến trên 1m7. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe rất là cao cấp bác nhá. Full group chính hãng của DOD 10 tầng lip, 3 tầng đĩa đuôi trục rỗng. Lên lip. Xuống lip. Đây là những cái dòng xe địa hình cao cấp nhất tại hiện tại bên em. Rất là trơn tru và mượt mà. Dòng mountain bike. Xuống đĩa. Đùi đĩa trục rỗng của DOD. Đặt đĩa DOD. Lên đĩa. Rất nhiều bác đã hỏi em về dòng xe cao cấp của địa hình thì lai về một chiếc của dòng XTC model cao cấp nhất 880. Và em về nhá, tổng thể công suất xe gian XTC 880 27,5 và xe giá rất tốt bên em là 13,8 triệu. Có nào quan tâm thì liên hệ, em quan tâm thì liên hệ qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trên ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.